Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Núi Sông Bờ Cõi của Đài Truyền hình Việt Nam, một chương trình chuyên về các vấn đề biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế là việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Quốc gia Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan mang ký hiệu HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông. Hành động này là sự vi phạm nghiêm trọng đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển này, làm căng thẳng tình hình, gây quan ngại đối với hòa bình và an ninh trên Biển Đông cũng như trong khu vực. Để làm rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng, Ủy viên Hội đồng Chấp hành Luật Quốc tế Châu Á, thành viên Hội luật gia Việt Nam. Xin cảm ơn đã tham gia với chương trình. Trước hết, chúng tôi xin kính mời Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng và quý vị cùng các bạn điểm lại một số diễn biến chính của vụ việc này. Vào lúc 5 giờ 22 phút ngày 1 tháng 5 năm 2014, cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện giàn khoan nước sâu HISI 981 mà Việt Nam vẫn thường gọi là HD981 và 3 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam xuống phía Nam. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2014, giàn khoan HD981 được thả trôi tại tọa độ 15 độ 29 phút 58 giây vĩ Bắc, 111 độ 12 phút 06 kinh Đông, phía nam đảo Chi Tôn, sâu vào thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan này ở đây và huy động một số lượng lớn tàu để bảo vệ và đi cùng. Vâng, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng, đó là những nét tóm tắt, những diễn biến chính của vụ việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Quốc gia Trung Quốc hạ đặt giàn khoan mang ký hiệu HD981 vào vùng thềm lục địa của Việt Nam. Điểm đáng chú ý trong cái đoạn clip vừa rồi là vị trí giàn khoan này được hạ đặt. Xin ông phân tích rõ hơn về vị trí tọa độ này. Trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi cũng xin nói thêm rằng là những ý kiến của tôi ở đây là những ý kiến cá nhân phân tích từ góc độ thuần túy khoa học và pháp lý. Về câu hỏi của ông, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà người ta thường gọi là Công ước luật biển hay Công ước luật biển 1982, Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên của Công ước này, thì quốc gia ven biển được hưởng thềm lục địa rộng tối thiểu 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Tại thềm lục địa đó, quốc gia ven biển được hưởng quyền chủ quyền liên quan đến việc thăm dò và khai thác tài nguyên ở thềm lục địa. Thì như chúng ta nhìn trên bản đồ đây, cái điểm đỏ ở trên bản đồ đó là vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan, và cái điểm đỏ đó cách đảo Lý Sơn là điểm cơ sở của Việt Nam 119 hải lý. Hay là nói cách khác, nó cách ranh giới thềm lục địa tính từ đường cơ sở Việt Nam khoảng 80 hải lý, nằm sâu ở trong thềm lục địa Việt Nam. Và như vậy, cái việc đặt giàn khoan đó là Trung Quốc đặt giàn khoan nằm hoàn toàn trong thềm lục địa của Việt Nam, được xác định theo quy định của Công ước luật biển năm 1982. Theo ông, thì căn cứ pháp lý quốc tế và các thỏa thuận giữa các bên liên quan, thì việc phía Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 tại vị trí này đã vi phạm như thế nào đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ rằng là cần phải trích dẫn quy định Công ước luật biển, mà cụ thể đó là điều 77 của Công ước luật biển năm 1982. Trong đó quy định rằng là quốc gia ven biển được thực hiện quyền chủ quyền của mình đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đây. Và cũng tại điều 77 này, Công ước luật biển cũng quy định rằng là quyền chủ quyền của quốc gia ven biển nó là quyền riêng biệt, theo nghĩa rằng là chỉ có quốc gia ven biển được tiến hành thăm dò và khai thác ở đó, và không một quốc gia hay là không một ai được tiến hành việc thăm dò hay khai thác tài nguyên trong thềm lục địa quốc gia ven biển mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng của quốc gia ven biển. Thì việc Trung Quốc đặt giàn khoan để khoan thăm dò ở trên thềm lục địa của Việt Nam mà không có sự đồng ý của Việt Nam, hay nói chính xác hơn là bất chấp sự phản đối rất là mạnh mẽ của Việt Nam, là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền Việt Nam đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trên thềm lục địa của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng thì căn cứ trên luật pháp quốc tế, chúng ta có thể thấy rõ vị trí hiện tại mà phía Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 nằm hoàn toàn trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển này. Trên cơ sở đó, chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã lên tiếng phản đối qua các tuyên bố chính thức và qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên thì phía Trung Quốc lại có những tuyên bố và lập luận khác. Trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào chiều ngày 6 tháng 5, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nói rằng Việt Nam không nên can thiệp vào hoạt động của các công ty Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Còn chiều ngày 8 tháng 5 thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng các công việc liên quan đang nằm hoàn toàn trong vùng thuộc quần đảo Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng, đó là tuyên bố từ phía Trung Quốc, và theo tôi hiểu là phía Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng khu vực mà họ đặt giàn khoan HD981 là khu vực thuộc quần đảo Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và không có tranh chấp. Cụ thể là trong họp báo thì đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng là vị trí mà giàn khoan HD981 đặt chỉ cách đảo Trung Kiến, tức là đảo Chi Tôn của Việt Nam, chỉ 17 hải lý. Thì xin ông cho biết ý kiến của mình về việc này. Câu hỏi của ông đã đặt ra một vấn đề rất cơ bản của luật pháp và luật biển quốc tế, đó là nguyên tắc đất thống trị biển trong việc xác định vùng biển. Ý nghĩa của nguyên tắc đất thống trị biển này đó là chỉ có quốc gia ven biển mới có vùng biển. Và người ta thường ví von nó, mà cái câu ví von đó tôi rất thích, đó là như hình với bóng. Đất là hình và bóng là biển. Thế thì trước khi để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải xác định xem chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa là thuộc về ai. Và tôi nghĩ rằng là chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã được chứng minh một cách nghiêm túc và khoa học trong rất nhiều các công trình về lịch sử, về pháp lý. Tôi xin dẫn chiếu ở đây một vài công trình mà tôi rất yêu thích, như là nghiên cứu của giáo sư người Pháp Chamilier Gangdego, hay là công trình các bài viết, các cuốn sách của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao về các khía cạnh pháp lý của chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Và về mặt lịch sử thì luận án tiến sĩ lịch sử của tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng là một công trình có tính chất khoa học và chứng minh rõ ràng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tôi không đi sâu vào phân tích thêm vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến cái thực tế chiếm đóng hiện nay của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Chúng ta đều biết rằng là Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa sau khi sử dụng vũ lực, đặc biệt là năm 1974. Và theo như quy định của luật pháp quốc tế thì việc sử dụng vũ lực là được đặt ra ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là sau khi cộng đồng quốc tế thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc. Và thậm chí là việc sử dụng vũ lực bị coi là vi phạm các quy phạm có tính chất mệnh lệnh của luật pháp quốc tế, và quy phạm đó là quy phạm mà không thể lay chuyển được. Luật pháp quốc tế cũng đặt ra nghĩa vụ đó là các cộng đồng quốc tế không được công nhận một cái tình hình hay tình huống được tạo dựng bởi việc vi phạm các quy phạm có tính chất mệnh lệnh của luật pháp quốc tế, cụ thể là việc vi phạm quy phạm về sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Do vậy chúng ta có thể thấy rằng là không một quốc gia nào hay là cộng đồng quốc tế đều không thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa do vậy cũng không thể bị lay chuyển bởi cái việc Trung Quốc chiếm đóng ở đây. Và cho đến nay chúng ta vẫn duy trì trên danh nghĩa chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa bất chấp sự chiếm đóng của Trung Quốc. Và cái chủ quyền đó không bao giờ bị từ bỏ, bởi vì chúng ta thường xuyên có các tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa trước bất kỳ một hành động nào của Trung Quốc đối với quần đảo này. Và ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là cái việc mà chúng ta thường xuyên có các tuyên bố công khai cũng như là đưa ra những cái phản đối trong giao thiệp ngoại giao với Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa hay đối với quần đảo Trường Sa trước các vi phạm của Trung Quốc là rất cần thiết. Thế thì nếu như chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là không thể bác bỏ, thì vùng biển của quần đảo Hoàng Sa theo nguyên tắc đất thống trị biển là cũng thuộc về Việt Nam, và Trung Quốc không có bất kỳ một quyền nào đối với cả cái vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa ở đây. Liên quan đến cái tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc cái khu vực giàn khoan HD981 nằm cách đảo Chi Tôn của Việt Nam 17 hải lý, có nghĩa là nằm và thuộc vùng biển của đảo này, thì tôi nghĩ rằng là nó không hoàn toàn chính xác về mặt luật pháp quốc tế. Theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 thì các cái vị trí đảo hay đá được phân biệt rất rõ ràng. Và theo tôi hiểu thì đảo Chi Tôn mà chúng ta thường gọi là đảo là một cồn cát. Và theo quy định của Công ước Luật Biển thì những cái vị trí mà nó không thích hợp cho con người đến ở hay là không phù hợp trong đời sống kinh tế riêng, không thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Những cái vị trí như vậy nó chỉ có 12 hải lý lãnh hải mà thôi. Và như chúng ta nhìn ở trên bảng đây, chúng ta thấy rằng là cái vòng tròn màu xanh xung quanh đảo Chi Tôn đó chính là thể hiện cái vòng tròn lãnh hải của đảo Chi Tôn. Và bất kể nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với đảo Chi Tôn và do vậy là có chủ quyền đối với lãnh hải, thì cái vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan là cái điểm đỏ trên bản đồ chúng ta thấy, nó cũng nằm ngoài cái lãnh hải của Trung Quốc. Và như tôi đã nói, nằm hoàn toàn trên thềm lục địa của Việt Nam. Và như vậy là cái phát biểu của người đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc là không chính xác. Nhân đây tôi cũng nói thêm là đảo Chi Tôn là một điểm cơ sở
của Trung Quốc vẽ tại quần đảo Hoàng Sa. Những cái đường cơ sở của Trung Quốc vẽ tại quần đảo Hoàng Sa là đường cơ sở thẳng và nó không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào được quy định ở trong công ước luật biển. Và cái đường cơ sở đó đã bị Việt Nam phản đối cũng như các quốc gia khác phản đối, và nó không phải là một cơ sở để Trung Quốc xác định vùng biển ở Biển Đông. Vâng, vậy theo ông thì những cái lập luận đó của phía Trung Quốc có phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như là các thỏa thuận chung giữa các bên liên quan hay không? Tôi nghĩ rằng là lập luận của Trung Quốc không thể đứng vững trước từ góc độ luật pháp quốc tế. Một thực tế không thể tranh cãi là Trung Quốc hiện nay đang chiếm đóng bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và Trung Quốc cũng có đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Điều này đã tạo ra một cái tranh chấp pháp lý về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và việc Trung Quốc chối bỏ việc có tồn tại tranh chấp hay không, nó không làm thay đổi được cái thực tế pháp lý như vậy. Như đã chứng minh ở trong các án lệ quốc tế, việc một bên chối bỏ việc có tồn tại tranh chấp hay không, nó không làm biến mất đi tranh chấp. Và sự tồn tại của một tranh chấp, nó là một cái thực tế khách quan được xác định theo các quy định của luật pháp quốc tế. Do vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng là hiện nay đang tồn tại tranh chấp ở Hoàng Sa. Bỏ qua cái việc phân tích như tôi đã trình bày trước đây là đảo Tri Tôn nó có vùng biển rộng bao nhiêu, mà tôi đã khẳng định là đảo Tri Tôn chỉ có thể có 12 hải lý. Nếu như Trung Quốc coi rằng là cái vị trí đặt giàn khoan HD981 là nằm trong vùng biển của Hoàng Sa, thì cái vùng biển đó cũng là vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, bởi vì là hiện đang có tranh chấp đối với chủ quyền ở Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và theo các cái luật quy định của luật pháp quốc tế cũng như là theo các quy định của thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, hay là cái tuyên bố về cách ứng xử Biển Đông ở giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, thì Trung Quốc có nghĩa vụ kiềm chế, không có được những hành động làm phức tạp thêm tình hình. Và cái nghĩa vụ kiềm chế đó bao gồm cả việc là Trung Quốc không được tiến hành khoan thăm dò ở khu vực tranh chấp. Vâng, tạm gác vấn đề quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sang một bên, thì theo chúng tôi hiểu là vị trí giàn khoan HD981 nằm cách đảo Hải Nam của Trung Quốc là vào khoảng 184 hải lý. Điều này có ý nghĩa gì không? Tôi nghĩ rằng là về mặt pháp lý điều này nó không có ý nghĩa, bởi vì đúng vị trí đặt giàn khoan của Trung Quốc là nằm cách đảo Hải Nam 184 hải lý. Nhưng nếu chúng ta so sánh cái khoảng cách của vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan với bờ biển của Việt Nam, hay chính xác hơn là đối với đường cơ sở của Việt Nam, thì khoảng cách đến đảo Hải Nam lớn hơn rất nhiều. Ở đây tôi đã nhờ bạn bè vẽ đường cách đều giữa bờ biển Việt Nam và bờ biển đảo Hải Nam của Trung Quốc. Và chúng ta thấy rằng là cái vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan hoàn toàn trên thềm lục địa của Việt Nam. Ở đây tôi chưa nói đến là trong cái quy định về việc phân định biển, thì nguyên tắc công bằng có nghĩa rằng là cái đường cách đều này nó phải được điều chỉnh trên cơ sở tính đến cái độ dài của bờ biển Việt Nam và độ dài tương ứng của cái bờ biển đảo của đảo Hải Nam. Và chúng ta có thể thấy rõ trên màn hình đó là bờ biển Việt Nam dài hơn bờ biển ở đảo Hải Nam. Do vậy có thể khẳng định rằng là cái vị trí này nằm hoàn toàn ở trên thềm lục địa của Việt Nam, nếu như Trung Quốc áp dụng một cách thiện chí các quy tắc về phân định biển của luật pháp quốc tế. Mặt khác, nếu như Trung Quốc nghĩ rằng vị trí này nằm trên vùng biển Trung Quốc yêu sách từ đảo Hải Nam và nằm trên vùng biển trồng lấn tạo bởi yêu sách 200 hải lý tính từ đảo Hải Nam, thì Trung Quốc cũng không được tiến hành việc khoan thăm dò ở đây. Bởi vì trong công ước luật biển đã quy định rõ là trong khi đạt được một giải pháp phân định thì các bên cũng phải có nghĩa vụ kiềm chế. Và nghĩa vụ kiềm chế đó có nghĩa là Trung Quốc không được tiến hành việc khoan thăm dò trên thềm lục địa mà Trung Quốc nghĩ rằng là có sự trồng lấn hay tranh chấp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rõ là theo luật pháp quốc tế thì những tuyên bố và lập luận của phía Trung Quốc trong trường hợp này là hoàn toàn vô căn cứ. Hành vi đơn phương của phía Trung Quốc là hoàn toàn phi pháp. Tuy nhiên thì trong những ngày qua, tình hình tại khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981, đang diễn ra hết sức phức tạp. Phía Trung Quốc đã điều động rất nhiều tàu, trong đó có cả các tàu quân sự đến khu vực này để bảo vệ hoạt động phi pháp của giàn khoan HD981. Không những thế, các tàu này còn tiến hành các hoạt động khiêu khích, gây hấn, cản trở lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam. Những cú húc đầu hung hãn, vòi rồng công suất lớn cũng được sử dụng. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc chủ động húc đẩy đâm va với tốc độ cao, góc tiếp cận lớn, liên tục rú còi, chiếu đèn pha, thậm chí phun nước áp lực cao, làm hư hại các tàu kiểm ngư của Việt Nam. Lúc 8:30 ngày 4 tháng 5, tàu hải cảnh 44103 của Trung Quốc
chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu CSB 2012 của Việt Nam, làm tàu bị chính góc đuôi tàu mạn phải và hư hỏng một số trang thiết bị khác trên tàu. Ngày 5 tháng 5, 8 giờ 45 phút, tàu KN 770 bị tàu HC đâm móc bong chung bên trái sau lái chỉ huy, làm chập hệ thống máy hàng hải. 9 giờ 45 phút, tàu KN 762 của Việt Nam bị tàu HC đâm làm biến dạng 3 mét tôn bong chung. 16 giờ, tàu KN 764 bị tàu HC đâm làm sập tôn bong chung. Tàu KN 776 bị đâm làm hỏng hai quạt thông gió khoang máy, hệ thống hàng hải và radar chỉ thị mục tiêu. 12 giờ ngày 7 tháng 5, tàu hải cảnh 3411 tiếp tục có hành động đâm vào tàu CSB 8003 của Việt Nam. Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực này. Ngày 8 tháng 5, Trung Quốc còn điều hai tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu hộ vệ tên lửa đến khu vực vi phạm. Sau hành động húc đẩy phun vòi rồng từ phía tàu Trung Quốc, 6 người bên phía Việt Nam đã bị thương do mảnh kính văng vào. Các thông tin và hình ảnh trong video clip vừa rồi đã cho thấy là khu vực phía Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 hiện nay là đang rất nghiêm trọng, và đặc biệt là phía tàu Trung Quốc liên tục tìm cách gây hấn, thậm chí là đâm và làm bị thương cái tàu cũng như là nhân viên chấp pháp của Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại vùng biển này. Thì theo ông là những hành vi đó đã vi phạm các quy định gì của luật pháp quốc tế? Tôi thấy rằng là trước hết thì như tôi đã trình bày, thì khu vực mà Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 là nằm trên thềm lục địa của Việt Nam, và tại đó Việt Nam có quyền chủ quyền trong việc thăm dò và khai thác. Việc Việt Nam có quyền chủ quyền trong việc thăm dò và khai thác tài nguyên tại thềm lục địa của mình đồng nghĩa với việc Việt Nam được phép thực thi các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, hay theo ngôn ngữ của luật pháp quốc tế đó là thực hiện quyền tài phán tại thềm lục địa của Việt Nam. Và việc tàu của Trung Quốc đâm va tàu thực thi pháp luật của Việt Nam gây cản trở đến việc Việt Nam thực thi quyền tài phán của mình. Và như vậy là Trung Quốc vi phạm cái nghĩa vụ tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại thềm lục địa của Việt Nam. Có một khía cạnh khác nữa và tôi thấy rằng là rất đáng quan tâm và rất đáng lo ngại, đó là việc Trung Quốc đâm va vào các tàu của Việt Nam. Thì Công ước Luật Biển quy định là các quốc gia có tàu có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn hàng hải. Và việc các cái tàu của Trung Quốc đâm va vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam cho thấy là Trung Quốc không tôn trọng cái nghĩa vụ quy định trong Công ước Luật Biển. Ngoài ra thì Công ước Luật Biển cũng đặt ra nghĩa vụ đối với các quốc gia có tàu là phải yêu cầu các cái tàu của mình tuân thủ các cái quy định quốc tế được thừa nhận chung về việc bảo đảm an toàn hàng hải, tránh va đâm trên biển. Cái quy định quốc tế được thừa nhận chung đó là cái quy định được ghi nhận trong Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc cũng là thành viên. Và nếu như Trung Quốc tuân thủ một cách nghiêm ngặt các cái quy định của cái Công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế giữa Việt Nam và Trung mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên như vậy, thì sẽ không diễn ra những cái sự va đâm như vậy. Như vậy là Trung Quốc cũng vi phạm cái nghĩa vụ về việc thực hiện các cái quy định về an toàn hàng hải, tránh va đâm trên biển. Và cái việc vi phạm các cái quy định về bảo đảm an toàn hàng hải, quy định trong Công ước Luật Biển hay là các văn kiện của Tổ chức Hàng hải Quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên, đã gây ra các cái thiệt hại về người và tài sản, cụ thể là các tàu của Việt Nam. Thì việc vi phạm mà gây ra những cái thiệt hại như vậy đặt ra nghĩa vụ cho Trung Quốc phải tiến hành bồi thường, đồng thời Trung Quốc phải chấm dứt, quy định của luật pháp quốc tế là Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hành vi như vậy, vì những hành vi như vậy là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Trước diễn biến tình hình đó thì các lực lượng chấp pháp của Việt Nam bám trụ tại hiện trường đang hết sức kiềm chế, tránh làm căng thẳng leo thang, song cũng đồng thời kiên trì, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển này. Còn về phía các cơ quan chức năng của chính phủ Việt Nam cũng đang hết sức nỗ lực để giải quyết vụ việc bằng các biện pháp hòa bình. Trước hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam từ phía Trung Quốc, phía Việt Nam luôn khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa tại vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Chúng tôi vẫn có kế hoạch và chiến lược của PTT Việt Nam là tiếp tục triển khai các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở những vùng biển xa hơn, kể cả khu vực lô 142, 143. Chúng ta, như các bạn đã biết, kiên quyết đấu tranh theo tinh thần chúng ta sử dụng mọi biện pháp trên cơ sở đảm bảo cái hòa bình, ổn định ở khu vực, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải Biển Đông. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái biện pháp cần thiết để mà bảo vệ các cái quyền và lợi ích của chúng ta. Thì như các bạn đã biết là cái chính sách nhất quán của Việt Nam ấy là thông qua các cái biện pháp hòa bình để mà giải quyết các cái tranh chấp liên quan. Thì chúng ta kiên trì thực hiện theo đuổi các cái biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp. Vâng, đó là những tuyên bố về các giải pháp mà phía Việt Nam đưa ra để giải quyết vấn đề trong tình hiện nay. Trong đó nổi bật nhất và nhất quán là chủ trương kiên trì sử dụng các biện pháp hòa bình để xử lý vụ việc và tiếp tục yêu cầu phía Trung Quốc đàm phán. Ông có bình luận gì về các cái xu hướng giải quyết tranh chấp hiện nay của Việt Nam? Tôi nghĩ rằng là cái chủ trương kiên quyết sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc là một chủ trương sáng suốt và đúng đắn xét từ góc độ luật pháp quốc tế. Như tôi đã nói thì là hiến chương Liên Hợp Quốc đã đặt ra ngoài là vòng pháp luật việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Do vậy, biện pháp để có thể giải quyết các tranh chấp hiện nay chỉ là các biện pháp hòa bình. Và hiến chương Liên Hợp Quốc cũng quy định cụ thể là tại điều 33 về các biện pháp khác nhau để giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp quốc tế. Các biện pháp này có thể là các biện pháp về đàm phán, về trung gian, hòa giải hay là biện pháp sử dụng đến các cơ quan tài phán quốc tế, mà cụ thể đó là kiện ra trước cái tòa án hay là tòa trọng tài quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng là việc Việt Nam kiên trì thực hiện biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc là đúng về góc độ luật pháp quốc tế và phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc. Liên quan đến cái việc Việt Nam tiếp tục yêu cầu Trung Quốc đàm phán để giải quyết tranh chấp thì tôi nghĩ nó là phù hợp với cả thực tiễn quốc tế. Thực tiễn quốc tế cho thấy là phần lớn các tranh chấp đều được giải quyết thông qua biện pháp đàm phán. Giá trị của biện pháp đàm phán đó là nó tạo cái cơ hội cho hai bên có thể trao đổi một cách trực tiếp và rõ ràng với nhau về quan điểm của mình trong cái tranh chấp đó. Và nó cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết tranh chấp, theo tôi hiểu, trong thực tiễn quốc tế đến nay. Nhưng tôi nghĩ rằng là đàm phán chỉ có thể được thực hiện và có thể đến thành công nếu như nó được tiến hành một cách có thiện chí, bao gồm cả cái thiện chí trong việc áp dụng luật pháp quốc tế. Trong trường hợp một bên không có thiện chí thì đàm phán không thể dẫn đến thành công. Và thậm chí là nếu như một bên nghĩ rằng là mình có thiện chí trong việc áp dụng các quy định của luật pháp quốc tế thì đôi lúc cũng không nhất thiết là đàm phán có thể dẫn đến thành công. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu cả hai bên đều nghĩ rằng là mình áp dụng các quy định của luật pháp quốc tế một cách chính xác, và bởi vì cái nguyên tắc cơ bản trong luật pháp quốc tế đó là nguyên tắc bình đẳng và chủ quyền, có nghĩa rằng là một bên không thể áp đặt quan điểm pháp lý của mình cho bên kia. Như vậy thì sự khác biệt về quan điểm pháp lý sẽ không thể giải quyết thông qua đàm phán. Và trong trường hợp đó thì cần phải có sự tham gia của một bên thứ ba để phân giải. Và sự tham gia hữu hiệu nhất và cũng phổ biến nhất trong trường hợp mà hai bên có sự xung đột về quan điểm pháp lý mà không thể hóa giải được đó là sử dụng các cơ quan tài phán quốc tế, hay còn gọi là đưa nhau ra trước tòa án hay tòa trọng tài quốc tế. Và cái biện pháp này nó hữu hiệu bởi vì cái phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế đó nó sẽ là phán quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc với cả hai bên về mặt pháp lý. Nó sẽ chấm dứt cái tranh chấp về pháp lý giữa hai bên. Thì tôi nghĩ rằng là việc Việt Nam yêu cầu Trung Quốc đàm phán và kiên trì sử dụng các biện pháp pháp lý nó có thể dẫn đến việc giải quyết cái tranh chấp về pháp lý xung quanh cái vụ giàn khoan HD981. Và tôi nghĩ rằng việc Việt Nam đã kiềm chế và kiên trì yêu cầu Trung Quốc đàm phán là nó cũng phù hợp về mặt luật pháp quốc tế và đúng với các án lệ của luật pháp quốc tế. Tôi nhớ rằng là có một án lệ mà nó rất liên quan trong cái trường hợp đây là một án lệ trước tòa trọng tài phụ lục 7 của Công ước Luật Biển. Và trong án lệ đó thì tòa đã nói rằng là một bên có hành động cứng rắn đối với cả việc một bên kéo giàn khoan vào định khoan trên thềm lục địa tranh chấp. Và
bên có hành động cứng rắn đó từ chối không đàm phán là vi phạm nghĩa vụ thiện chí. Thế như vậy Việt Nam chúng ta kiềm chế và yêu cầu Trung Quốc đàm phán là thể hiện rõ thiện chí của chúng ta. Thiện chí là một nguyên tắc rất cơ bản, có lẽ là nguyên tắc cơ bản nhất trong quan hệ quốc tế. Và tôi nghĩ rằng điều đó là rất cần thiết. Ngoài ra, trong tranh chấp đối với cả vụ việc giàn khoan HD981, nếu như mà như các trình bày của Trung Quốc cho thấy thì nó có thể nhìn được là một tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng công ước luật biển. Và trong công ước luật biển có quy định về các cái cơ chế và thủ tục để giải quyết tranh chấp. Nhưng công ước luật biển cũng yêu cầu đầu tiên đó là các bên cần phải tiến hành trao đổi quan điểm về việc giải quyết tranh chấp. Như vậy Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tiến hành đàm phán là cũng phù hợp với quy định công ước luật biển. Vâng, theo như tôi được biết thì cho tới thời điểm này dường như là phía Trung Quốc đã dịu giọng và đặt vấn đề đàm phán. Theo tôi được biết thì đúng là phía Trung Quốc đã đưa tín hiệu là đồng ý đàm phán, nhưng đồng thời cũng đặt điều kiện là Việt Nam phải rút tàu ra khỏi khu vực này. Thì tôi thấy rằng là đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy Trung Quốc thấy rằng cái việc Trung Quốc tiến hành và các cái việc va chạm, đâm va các tàu Việt Nam nó không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Nhưng có cái điều không hợp lý ở đây, như tôi đã chứng minh là hoạt động của tàu Việt Nam ở khu vực này là hoạt động thực thi quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa của Việt Nam. Và tôi cũng đã chứng minh là việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào khoan thăm dò trên thềm lục địa của Việt Nam là hành vi vi phạm dưới mọi góc độ của luật pháp quốc tế và không thể đứng vững được, không thể biện minh được. Thì tôi nghĩ rằng là để tiến hành đàm phán thì trước hết là Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa và không tiến hành việc khoan thăm dò. Bởi vì tôi đã chứng minh là việc khoan thăm dò như vậy là vi phạm thứ nhất là nghĩa vụ kiềm chế và cũng vi phạm cái nguyên tắc thiện chí trong quan hệ quốc tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phân tích bình luận dựa trên khía cạnh pháp lý của tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng trong chương trình hôm nay đã cho thấy rõ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 và tiến hành khoan thăm dò trên vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa của Việt Nam hiện nay là hoàn toàn phi lý và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đi ngược lại các thỏa thuận song phương giữa hai bên cũng như tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, làm căng thẳng tình hình trên Biển Đông cũng như trong khu vực, gây tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Trước những hành động gây hấn, khiêu khích của các tàu hộ tống Trung Quốc, chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam hiện đang hết sức tỉnh táo trong việc xử lý, kiên trì đeo đuổi biện pháp hòa bình và kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán cũng như các lợi ích chính đáng của Việt Nam tại vùng biển này vì lợi ích chung của khu vực, đó là hòa bình và ổn định. Chương trình Núi Sông Bờ Cõi tuần này cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng đã tham gia với chương trình. Mọi góp ý của quý vị cho chương trình xin gửi về hộp thư điện tử núi sông bờ cõi a@vtv.vn. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.